Xin chào các bạn, mình là Phạm Minh Phát. Sau một chào mừng các bạn quay trở lại với tiết mục giải The Toic Part 7 The ETS 1200 cái số 2. Sau một thời gian dài không quay clip, hôm nay mình sẽ quay trở lại với là với một cái sự chuẩn bị nó chu đáo hơn, một cái giao diện trình bày nó đẹp đẽ hơn. Mong là các bạn sau khi xem thì sẽ tiếp tục ủng hộ tụi mình ra clip được nhiều hơn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy share, like, subscribe, ủng hộ kênh của tụi mình. Ok, mình xin vào the ETS 1200 test số 2. Mình xin mình xin nhắc lại, mình là Phạm Minh Phát. Rồi thì test 2 bắt đầu từ câu 154, 153 tới câu 154. Thì đây chính là cái giao diện, cái giao diện hình ảnh chung của cái đề, toàn cảnh của cái đề. Các bạn có thể nhìn sơ qua. Rồi mình sẽ phóng lên đây. Khi mà mình làm part 7 á thì cái điều đầu tiên mà mình cần phải làm á là mình phải đọc cái đề trước các bạn. Đọc câu hỏi trước. Thì câu 153 người ta hỏi là ai là Josephine Coletti. Thì cái cách làm bài, cái cách mà giải đề của mình thì như các bạn coi ở clip trước, các bạn cũng biết là mình sẽ tô sẵn những cái phần nào dùng để trả lời các câu hỏi để tiết kiệm thời gian của các bạn. Thì như các bạn thấy á, cái màu cam sẽ là màu đầu tiên để trả lời cho câu 153. Thì trước khi mà mình trả lời thì mình xin cung cấp từ vựng. Thì các bạn có thể có pause ở màn hình để bạn coi từ vựng. Rồi nếu mà các bạn có từ vựng rồi, các bạn có thể dịch cái bài này trước rồi giải đề cũng được, hoặc không thì mình cũng có dịch cho bạn luôn. Thì câu 153 người ta hỏi là ai là Coletti. Thì ở cái phần màu kem mình tô lên đó, thì mình dịch là chào Tom với tư cách là giám đốc kinh doanh và là người giám sát trực tiếp của Josephine trong 18 năm. À, vậy thì mình biết là Josephine là một cái người thì làm trong cái văn phòng kinh doanh và giám đốc của cô ta là giám đốc kinh doanh. Rồi, câu 154. Ông Raymond đòi hỏi điều gì? Rồi, để trả lời câu này mình sẽ cần một số từ vựng như sau. Các bạn có thể pause mình lại các bạn quan sát. Rồi, bản dịch của mình. Ông Paul nói rằng làm ơn cho Susan Chen, trợ lý giám đốc của tôi, biết rằng ông có thể tham dự và đọc một bài diễn văn ngắn. Vậy thì đọc một bài diễn văn ngắn có nghĩa là make a presentation, là một cái bài thuyết trình nhỏ nhỏ. Nếu các bạn đọc các cái phương án A, B, C ở trên thì không có cái nào phù hợp với lại với việc đọc một bài diễn văn ngắn so với câu D. Rồi, mình quay câu 155 và 156. Là đây là toàn cảnh của cái đề. Mình sẽ phóng to lên cái phần bài đọc. Câu hỏi đầu tiên. Cái vị trí hay là cái công việc nào, chức vụ nào đang được quảng cáo advertised. Thì từ vựng đã làm cái này. Và cũng như hồi nãy, màu kem sẽ là màu bắt đầu trả lời cho câu 155. Rồi, mình xin đưa bản dịch. Bạn có muốn trở thành người dẫn chương trình
của Half Hour Chef, một chương trình truyền hình mới. Thì người dẫn chương trình như từ vựng đã cung cấp là host, như thế chỉ có B thì mới phù hợp với cái câu đáp án. Câu 156, những cái ứng viên mà quan tâm thì được yêu cầu làm cái gì? Thì theo các bạn thấy á, thì cái câu đó mình tô màu đỏ, từ vựng để dịch được tô màu đỏ đây. Về đây và bạn ứng dịch của tô màu đỏ. Chúng tôi có tất cả dụng cụ và bạn sẽ cần chỉ cần mang theo nguyên liệu của bạn. À, thì mình đọc câu A là cung cấp cho họ cái nguyên liệu làm thức ăn, thì chỉ có câu A phù hợp với cái dữ liệu này thôi, cho nên A là đáp án chính xác. Câu 157 tới câu 159 là toàn cục của bài, mình sẽ phóng to lên. Câu 157, theo như bài báo, tại sao cái việc cái thương vụ của Josie Group đã được xem là tranh cãi? Thì từ vựng mình cấp ở đây các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể dành thời gian dịch như lúc bạn dụ như từ nãy tới giờ, thì màu cam sẽ là màu trả lời cho câu trong nó bảy, màu trả lời đầu tiên. Đây, từ vựng bản dịch: một công ty hàng đầu của Canada thông báo ngày hôm nay nó đã hoàn tất việc mua lại Joe's Group, việc bán Joe's Group, Josie Group do người Pháp sở hữu cho một công ty Canada đã gây nên một sự tranh cãi lớn tại Pháp. Mình xin lỗi vì mình quên, khi mình chuẩn bị mình quên viết khoa chữ chữ Pháp. Josie Group sở hữu 26 khách sạn cổ kính khắp Paris. À, vậy thì mình thấy là cái Josie Group này nó sẽ là số 26 khách sạn cổ kính khắp Paris gì nữa, bao gồm khách sạn Jean Claude. Khách sạn này lưu giữ nhiều hình ảnh của các tác giả cũng như các chính trị gia lừng lẫy. Thì mình thấy câu B là một cái cơ sở mà lịch sử của nước Pháp đã được bán cho một cái công ty ngoại quốc. Cái công ty ngoại quốc đó là công ty Canada. Câu 158, cái đây mình xin đưa từ vật luôn. Đó, ông cái gì mà Leafman Capital thông báo, Leafman Capital thông báo cái kế hoạch gì cho Hotel Jean Claude? Thì bản dịch của mình là Joseph Leafman, chủ sở hữu của Leafman Capital, thông báo rằng công ty của ông ta sẽ cố gắng gìn giữ di tích lịch sử quan trọng của Hotel Jean Claude, nhưng sẽ thực hiện những tu sửa cần thiết nhằm hiện đại hóa hệ thống lò sưởi và ống bơm. Thì câu 158 này thì ứng với màu đỏ. Thì sau khi dịch xong thì mình chỉ thấy câu C là phù hợp nghĩa nhất, là update, là nâng cấp hay là cập nhật một số cái cơ sở của nó. Rồi, câu 159, cái loại tài sản hay là nhà đất nào, property các bạn, không được đề cập như là acquisition, như nãy mình cấp từ vựng cho các bạn đó, là sự thu mua của Leafman Capital. Thế đây, ảnh dịch: ông Leafman, ông ấy cũng có kế hoạch mua sắm ở châu Âu. À, với những cái câu nốt như thế này nữa các bạn, là mình chỉ có thể làm như là mình chỉ có thể là loại trừ những câu có trong bài. Vậy cái nào không có trong bài thì mình sẽ chọn. Như thế, trong đó có các khách sạn sang trọng. À, mình thấy có historic hotels, căn hộ là apartment có. Câu A,
các tòa nhà văn phòng, office buildings có luôn. Vậy thì chỉ có câu D là đáp án phù hợp. Đây là toàn cảnh câu 160 đến câu 162. Anh xin phóng to lên. Câu 160. Điều gì đúng về cái khóa học mà được dạy, taught là dạy, thì tư vấn taught là gì? Thì hồi nãy thì mình xin cung cấp. Taught là quá khứ cột B của teach. Thì đây là bản dịch của mình. Khóa học được thiết kế để giới thiệu cho sinh viên năm nhất. À, nghe câu A. Nó dành cho sinh viên luật mới vào trường, ở beginning là mới bắt đầu. Vậy thì chỉ có câu A là phù hợp với nhất, với cái line mà mình đã tôm một kem ở trên bài. Rồi, câu tiếp theo thì cái gợi ý cho cái câu trong số 1 là cái dòng mình tô màu đỏ. Thì từ vựng cho cái dòng này các bạn có thể pause màn hình để các bạn dịch trước cũng được. Ở đây là bản dịch của mình. Rồi, tất cả các khóa học về luật sẽ được dạy tại cơ sở đào tạo West Seneca. Thì câu trong số 1 là hỏi là ủa vậy thì cái khóa học này sẽ được tổ chức ở đâu? Thì như mình vừa mới dịch thì nó sẽ được dạy ở West Seneca. B. Câu trong số 2. Cái gì không được liệt kê là một yêu cầu cho cái chức vụ. Thì đây thì tư vấn mình xin dịch luôn cái phần mà mình tô màu tím chính là cái gợi ý cho cái câu trong số 2. Mình xin dịch luôn. Trường Đại học Luật Metropolitan Buffalo đang tìm kiếm một trợ giảng giáo sư làm việc toàn thời gian. Điều kiện bao gồm bằng GD hoặc là bằng LLB, có hồ sơ giảng dạy xuất sắc. À, vậy thì mình thấy câu A có kinh nghiệm giảng dạy, nó khớp với lại hồ sơ giảng dạy xuất sắc. Cái bằng để dạy trường luật, Law School Degree, thì ở trong này điều kiện nó cũng bao gồm là cái bằng, phải có cái bằng. Bằng gì thì mình không quan tâm, mình biết là có bằng là được. Rồi, cái ability to teach full time có luôn. Trợ giảng sư làm việc toàn thời gian. À, vậy là mình loại hết câu A, B, D. Thì còn câu C là phù hợp. Câu trong số 3 thêm câu trong số 6. Mình xin phóng to lên. À, quay lại cho các bạn coi toàn cục. Đây là toàn cục của câu trong số 3, câu trong số 6. Rồi, mình xin phóng to lên. Câu trong số 3. Mục đích của việc tổ chức cái giải thi đấu này là gì? Thì đây là từ vựng để trả lời câu hỏi. Và như từ lúc ban đầu thì màu cam sẽ là màu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Rồi, công ty của ông ta sẽ tài trợ một giải đấu điện tử như là một phần trong chuỗi các hoạt động quảng cáo cho dòng sản phẩm mới nhất của công ty. Vậy thì mình có câu C là promote product line. Vậy thì chỉ có câu C là phù hợp với cái bản dịch, cái gợi ý của cái đề bài. Câu trong số 4. Ai sẽ tham dự cái giải đấu này? Thì cái dòng sản phẩm của giải đấu này là video games. Thì không có còn gì để thắc mắc nữa. Thì để chơi video games thì phải là game player. Game player là game thủ. Vậy thì chỉ có câu C là có game players. Để chọn là come with the game players. Câu trong số 5. Cái giải đấu này sẽ được tổ chức ở đâu? Thì cái màu mình tô màu tím. Rồi, đây là từ vựng. Sẽ được tổ chức vào Hồng Kông tháng 5, về ngày 5 tháng 5. À, như mình thấy Hồng Kông là đáp án chính xác. Câu trong số 6. Cái gì không khả thi hay là không được cho người ta đăng ký thực hiện cái việc đăng ký, cái gì người ta không đúng cho việc thực hiện đăng ký? Đây, từ vựng đi dịch. À, màu xanh, xanh dưới, xanh lá cây, nhạt. Từ vựng bản dịch. Những cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham gia bằng cách điền một đơn đăng ký online. Ok, trong đây là mình thấy là câu D là through a website là mình loại ra.
có note thì những cái nào có trong bài thì mình phải loại ra. Đến một cửa hàng bán lẻ có bán sản phẩm của K-Store và thấy là B, going to certain stores là tới một cái cửa hàng. À, vậy thì B cũng không được. Còn C là gì? Over là telephone, là thông qua cái điện thoại. Thì bạn có là hoặc liên hệ dịch vụ trả lời điện thoại tự động của K-Store. Thì B, C, D là không được, chỉ có A là đúng. Câu 167, câu 168 thì như thường lệ, màu cam cho câu hỏi đầu tiên, màu đỏ là cho câu trả lời thứ hai. Mình sẽ phóng lên. Câu 167. Cái sản phẩm nào mà Sectorsales cung cấp hay là đề nghị? Đây là từ vựng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sectorsales vui mừng thông báo rằng công ty sẽ sớm kết hợp với lại các viện bảo tàng và cộng đồng khảo cổ học trên khắp thế giới đã tạo ra một cơ sở dữ liệu chuyên sâu về những cổ vật đã được khám phá tại khu vực khảo cổ. Vậy thì câu C là phần mềm chứa cái thông tin về các cái cổ vật là đáp án chính xác. Câu 167, câu 168. Theo như cái bài thông cáo, ai sẽ sử dụng cái sản phẩm này? Từ vựng thì từ vựng dành cho cái gửi mà mình tô màu đỏ lên đó. Rồi, chúng tôi lên kế hoạch sắp xếp một dữ liệu điện tử mà sẽ cho phép các viện bảo tàng và các chuyên gia làm cho lưu vực khảo cổ có thể tiếp cận. Thì các mình thấy câu D là nhân viên của viện bảo tàng này và các nhà khảo cổ học, à các chuyên gia làm trong lĩnh vực khảo cổ là các nhà khảo cổ học. Thì câu D là đáp án chính xác. Xin mời câu tiếp theo, câu 169 tới 171. Xin phóng to lên. Rồi, cái mục đích của bức thư này là gì? Thì như thường lệ thì màu cam sẽ là đáp án của tụi mình, sẽ là gửi cho đáp án của tụi mình. Đây là từ vựng để dịch. Rồi, để khuyến khích ông gia hạn, chúng tôi muốn cung cấp cho ông hợp đồng với Today's Trends với giá khuyến mãi. Mình thấy câu D, đề nghị một cái khuyến mãi cho khách hàng. À, mình thấy chữ khuyến mãi này bạn. Vậy thì mình chọn câu D. 170. Khi nào cô Corvin khi nào mà cái sự theo đặt báo mà hiện tại của cô Corvin sẽ kết thúc, thì cái câu mà khi người ta hỏi tới thời gian các bạn, thì các bạn thường rất là dễ làm sai, bởi vì không phải là do các bạn thiếu kiến thức ở làm, mà do mình nghĩ là cái quan điểm về thời gian của người châu Á mình nó khác với người châu Âu, cho nên là đôi khi là mình bị nhầm lẫn. Thì đây bản dịch, cho nên nếu mà câu này bạn cứ làm sai á thì cũng không phải vấn đề gì nó lớn lao lắm đâu. Hồ sơ của chúng tôi cho thấy rằng ấn bản tháng 6 của Today's Trend sẽ là số báo cuối cùng của ông mà ông là chưa dàn hợp đồng đặt báo. À, vậy thì mình thấy là ấn bản tháng 6 là số báo cuối cùng. Vậy thì có nghĩa là khi cái sự đặt báo của cô Corvin kết thúc là vào tháng 6. Đáp án tháng 6 các bạn. Con số bạn sẽ chọn tháng 7 nhưng mà đáp án là tháng 6 đó. Rồi, câu 171. Cô Corvin hiện đang trả cho cái sự đặt cho cái đặt báo của cô ấy á, là bao nhiêu tiền một tháng? Thì từ vựng mình còn ở đây. Rồi mình sẽ dịch. Chúng tôi sẽ cung cấp báo mình nhầm ở đây là Missy, mình dịch là ông là mình xin lỗi nha, nên là cho cô. Chúng tôi sẽ cung cấp báo cho cô trong 6 tháng. Cung cấp báo trong 6 tháng với giá là chỉ là 2.25 đô cho một ấn bản hàng tháng. Điều đó có nghĩa là cô sẽ tiết kiệm tổng cộng là 4.450 đô kể từ tháng 7 đến tháng 12 nếu cô dàn sự đặt báo của mình.
thì mình sẽ làm một bài toán khá là nhức đầu, nhưng mà ở đây là mình phải thực hiện thôi. Thì nếu mà với giá khuyến mãi á, thì trong vòng 6 tháng mà mỗi mỗi tháng mà với giá là 2.25 đô, thì sau vòng 6 tháng thì Calvin sẽ trả là 13.5 đô. Này 13.5 đô này á, nó lại là rẻ hơn 4.50 đô so với cái giá hiện tại. Rẻ hơn có nghĩa là mình nó không bằng, nó không bằng thì để muốn biết cái giá mà hiện tại của ta dùng á, thì mình phải cộng vô 4.50 đô, 4 thì mình thành 18 đô cho 6 tháng. Vậy suy ra 6 6 tháng mà với 18 đô thì mình sẽ có được là 3 đô một tháng, là một đáp án cuối cùng. Rồi, câu 172 tới câu 175 đây là toàn cảnh của bài. Mình sẽ phóng to ra. Câu 172. Nơi nào mà cái bảng thông báo này announcement xuất hiện. Rồi, mình xin cấp từ vựng cho bạn dịch, thì như thường lệ một cam sẽ là một câu trả lời cho cái câu hỏi đầu tiên của cái đề đọc, các bài đọc. Tại cuộc họp toàn công ty ở ngày thứ sáu, chủ tịch CEO Hu đã thông báo rằng tại cuộc họp ngày thứ sáu mà toàn công ty ở công ty, thì mình đã thấy trong bốn án ABCD chỉ có một cái là company thôi, mình chọn là D. Ở một cái news letter của company là có một cái bài báo của công ty do công ty ấn hành. Câu 173, cô Powers là ai? Thì để trả lời câu này á, thì các bạn nhìn vào cái phần tô đỏ của mình, cái gợi tô đỏ của mình. Đây, từ vựng để dịch. Thì bài bản dịch của mình: Pace and Brown đã bổ nhiệm ông Roger H. Wilkinson là giám đốc mới của dự án khôi phục bắt đầu từ 1 tháng 5. Ông Wilkinson sẽ kế nhiệm Kara Powell, người đã về hưu ngày 3 tháng 1. Và một cái người đã về hưu thì mình sẽ hiểu là former là cựu, không còn làm cái chức vụ đó nữa, là bả là một cái cựu giám đốc của một cái doanh nghiệp. Cộng 174, ông Roger Wilkinson sống ở London được bao nhiêu năm rồi? Thì màu tím. Để trả lời được câu hỏi này thì các bạn nhìn vô phần gợi ý màu tím của mình. Đây từ vựng đây khá đơn giản, thì là tại London, nơi mà ông ta đã sống trong vòng 10 năm trước. Thì câu trả lời chính xác. 175, theo như cái bài thông báo thì ông Roger Wilkinson ông nổi tiếng vì điều gì? Thì các bạn nhìn vào cái gợi ý màu xanh lá cây nhạt của mình. Thế là từ phần để dịch, đây là bản dịch: ông ấy chắc hẳn nổi tiếng nhất vì công việc tôn tạo một khách sạn 32 tầng có tính lịch sử tại Melbourne. Vậy thì mình thấy câu C là renovating, là tu sửa. Tu sửa thì nó đồng nghĩa với chữ tôn tạo một cái công trình có tính lịch sử tại Melbourne. Vậy là nó là quá, đó là đáp án cho câu C, là phù hợp với cái gợi ý của đề bài. Ok, tới đây mình xin kết thúc tập 1 của tiết mục giải đề TOEIC Part 7. Các bạn thấy hay hay là có muốn đóng góp về phần trình bày nội dung gì nữa thì xin để lại ở phần comment để tụi mình biết, và mỗi ngày tụi mình sẽ cố gắng đưa ra những cái sản phẩm nó càng ngày càng thú vị hơn, càng dễ hiểu hơn cho các bạn. Ok, các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe channel của Nim Talk. Mình là Phạm Minh Phát. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.